Bệnh viện Đa khoa Hợp lực thành phố Thanh Hóa, nơi cấp cứu cho các công nhân xác nhận, tới 11 giờ trưa nay đã có thêm hơn 400 công nhân của công ty giày Hồng Phu Việt Nam nhập viện. Theo đánh giá của bác sĩ, thì sức khỏe của các công nhân đã bình phục và có thể trở lại làm việc bình thường. Còn theo phản ánh của công nhân tại nhà máy, thì sáng nay mới vào làm được 15 phút, họ đã thấy có hiện tượng choáng váng, xưởng có mùi rất khó chịu. Chỉ 15 đến 20 phút sau đó, thì hàng trăm công nhân tại xưởng kêu khó thở, đau đầu rồi ngất. Công ty trách nhiệm hữu hạn giày Hồng Phu Việt Nam là công ty chuyên xuất giày da do chủ đầu tư là doanh nghiệp Đài Loan Trung Quốc làm chủ. Trước đó ngày 15 tháng 5 đã có 950 công nhân của nhà máy này và hàng trăm công nhân của hai công ty giày Hồng Mỹ 1 và Hồng Mỹ 2 cũng bị đau đầu, choáng, ngất sau khi uống nước.